Hướng cho con nằm đây này. Này gái ơi. Dậy đi cú này. Nào. Rồi đi viện, đi viện. Chó, đi cơ. Cô đưa đi bệnh viện nha, đưa cú đi bệnh viện nhé. Ok. Vâng ạ, vâng ạ. Bà nó bia thuốc rắn cắn hả? Ừ. Ừ, phải đập ấy. Bà cảm ơn cháu nha. Vâng.
Ôi bướm sợ con nằm đây này. Này gái ơi. Này. Ôi nằm đây. Ôi trời ơi, bị cắn rồi. Cô. Cô cũng không biết, cô hay cũng tôi biết nằm ở trên đây. Ngủ rồi, đi viện. Ngồi viện. Đi viện. Cái đường xe nhanh. Thank you.
cân. Xin cho cháu nha. Xin bye bye luôn. Bye nào. Thank you.
nghìn, 52 nghìn. Về đến đây thì bà thấy bà nó thì bà nó biết thuốc thì bà lấy cho rồi. À, có bị làm sao không? Không. Đái ở đâu? Nhà nó đây này, bà nó vừa đắp thuốc cho nó xong. À, bà xem không có làm sao không? Ừ. Cô cảm ơn nhá. Dạ. Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Bà. Đây cháu. Bà cháu hỏi bà là hôm nay cái nhà này có phải cái nhà thằng gái sáng nay bị rắn cắn không ạ? Ừ. Sáng nay bà đắp cho nó một miếng rồi, xong là giờ bà lại thay thuốc cho cháu. Giờ gái là sao rồi bà? Đỡ giờ sao? Gái đỡ một tí rồi. Vâng. Ừ. Cháu vào đây mà chơi. Gái lại đỡ thật ạ? Cháu vào đây đi. Cháu nó đang nằm đây này. Đấy. Đây, đang đắp thuốc đây ạ? Ừ, đang thay miếng thứ hai. Xưa các cụ để cho để giữa rắn này giải độc ấy ạ? Ừ, giải độc ấy, xong rồi đắp lên cho nó 2-3 miếng là khỏi đấy mà. Ừ. Không sợ đâu, có thuốc ở trên tay thì không sợ. Sáng nay bà hút hết độc ra rồi bà. Ừ, xong bà lấy mồm mà nặn, lấy tay nặn xong lấy mồm mà mút. Mày không sao rồi, rút rồi bà. Ừ, thôi bà cảm ơn con giúp đỡ cháu. Từ nay thì con không được đi đâu lấy nghịch ngợm nữa nhá, không được lên lấy củi giả này nữa. Bà khác đi lấy, không rắn chết nó cắn cho để khổ thân ra. May mà biết chữa đấy, không có là chết. Tỉnh bà nhé. Ừ, cháu tỉnh rồi. 2-3 miếng là khỏi mà. Bé có biết gì đâu. Có rơi sữa cho cái cuốn rồi đó mà. À, cứu mang cháu này lại còn cho sữa cho em nó uống chứ. Cháu thế thì bà, thế bà xin cho em đấy nhá. Bà cảm ơn cháu. Thế bà bóc sữa cho con uống nhá. Con lại còn uống à? Ngon quá. Mệt lắm không? Con thấy đau ở đâu không? Ừ. Rồi con cứ làm con nghỉ đi, xong bà lấy thuốc bà đắp cho con nhé. Con khỏi cho mai con đi học. Dạ, nghỉ thôi nhá, cô đi về đây. Vâng. Cháu đi về cháu, cảm ơn bà, cảm ơn thay cho cháu, cảm ơn cháu nhá, cho sữa cháu. Vâng. Ôi, cháu đi về đây. Ừ. Con nằm đây. Cháu đi về đây bà. Ừ. Con nằm đây nhá. Nghỉ ngơi đi nhá. Ừ. Cô đi về đây. Bà cảm ơn cháu nhá. Đi về đây bà. Ừ. Bà cảm ơn cháu nhá. Vâng, con đi về. À, cháu mang với em nó lại còn cho sữa nhá. Vâng, không có gì bà đâu. Bà bye nhá. Vâng, con chào bà. Thôi con về nhá. Vâng. Con nằm đây nhá, nghỉ cho nó cả trong này, bà đi rửa cái bát cái chảy đi nhá. Ừ, con nằm đây bà đi dọn.
bà vào đấy.
cháu mẹ. Ôi giời.